Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Slenderia The Cellular 2. Đây là những tựa game mà rất hay và hot trong những tháng vừa qua của hãng Develops. Ok, let's go. Wow, wow, wow. Chú chị vào đã nghe thấy những cái tiếng nhạc rất là kinh hãi luôn. Ok, mình sẽ mở bên này ra. Bên này cần có chiếc chìa khóa. Không có gì đây. Các bạn cố gắng đi xa cái tiếng bước chân của con ma này. Theo mình nghĩ nó rất gần đây. Đây như là một mê cung. What? Giật mình. Ví dụ các bạn có thể khiếp thì các bạn có thể cho nhỏ tiếng rồi các bạn chơi game thì nó sẽ không sợ. Còn nếu không thì các bạn sẽ bật to lên và hãy dùng mình cùng như mình để tạo một cảm giác gọi là lạ. Ồ, cuốn sách đầu tiên. Wow, 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 wow. Từ game này thì các bạn phải tìm 8 quyển sách thì các bạn sẽ thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ông bà ma và một đứa con của ông bà ma. Tính ra tổng cả là 3 người. Rồi, cuốn sách thứ hai. Mình đang nghe thấy tiếng bước chân của con đứa con nó rất gần đây. Trốn sang nơi này đi. Chết rồi. Gặp ông quỷ rồi. Wow, là đứa con. Wow. Oh my god, wow. Đi rồi. Mình coi như là bị bắt chẹt luôn. Ok, và mình sẽ sang tựa game thứ hai. Slenderia Asylum. Tựa game này là các bạn ở trong một bệnh viện bị bỏ hoang. Và chỉ có con ma và ông quỷ thôi. Còn đứa con thì mới sinh. Cho nên nó sẽ không làm gì các bạn. Và tựa game này thì các bạn phải đi tìm 8 tờ giấy. Một chiếc chìa khóa đầu tiên. Các bạn đi hết diềm ngoài, sau đó mới vào diềm trong để cho các bạn đỡ bị lẫn và đỡ bị như kiểu là không tìm kiếm được. Thì nó sẽ gọi là làm cho các bạn tìm nó rất dễ và nhanh. Một con ma chú chị đã xuất hiện rồi và nó hút máu các bạn. Ok, tờ giấy đầu tiên. Tờ giấy thứ hai. Trong này không có gì. Ồ, bọn này được đấy. Hay xuất hiện thật. Không có gì đây. Tiếp tục vào. Thank you.
Wow. Bắt buộc mình phải vào trong trước rồi. Mình sẽ luôn vào trong đây. Ok, let's go. Rồi, ông ta vẫn nhìn thấy mình. Màu giấy này. Chạy luôn. Let's go. Đó, các bạn có thể đi xung quanh và tìm bốn tờ giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game. Ở đây là nơi mà đứa con của ông bà ấy đẻ ra đây. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game thứ ba. Từ game này thì các bạn sẽ chơi thì nó nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì bởi vì khi các bạn vào trong một căn phòng thì con ma này nó sẽ không vào trong được phòng. Nó chỉ có lơ lửng ở ngoài hành lang thôi. Cho nên khi các bạn mà bị nó le thì các bạn sẽ vào trong một căn phòng nào đó thì nó sẽ không vào bên trong. Và đây là một con ma chỉ có đầu thôi và nó sẽ bay lơ lửng và nhìn rất là hãi luôn. Ờ, nó đang bay gần đây. Mình không sợ. Trường ở đây luôn. Một cái cưa. Các bạn tìm 20 chiếc túi, 20 cái túi tiền này. Và các bạn tìm cho mình những con số. Và bây giờ mình sẽ xem con ma đang đâu. Xem ma đang ở dưới tầng hầm. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên. Khi nó dưới tầng hầm thì mình sẽ lên trên. Và khi nó ở trên thì mình sẽ xuống dưới. Ok. Rồi. Wow, nó đang ở đây. Nó vừa lên đây rồi. Nhưng không sao. Chết rồi. Không biết mình có chạy nhanh hơn nó. Khi mình lên vào đây thì mình sẽ không sợ nó làm gì. Ok, let's go. Đó, và khi các bạn vào đây thì nó sẽ quay lại cái chỗ địa điểm đầu các bạn xuất phát. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư.
Slenderia The School. Đây là bóng trong trường học. Let's go. Ok, let's go. Và đầu tiên thì mình sẽ đi sang lan can bên này. Mở từng phòng ra và xem trong phòng có gì không. Một chiếc chìa khóa. Ok, hết rồi. Tiếp tục sang căn phòng thứ hai. Ở đây nhìn rất là nhanh không, cho nên là các bạn chỉ cần nhìn thoáng thôi là các bạn biết có hay không. Đây rồi, các bạn nhặt được 8 cái này thì các bạn sẽ thoát được khỏi trường học này. Đây là một trường học bỏ hoang khá là lâu rồi, và trường học này có thể là theo mình nghĩ là xây, nhưng mà chắc là chưa đủ kinh phí cho nên là không sơn sửa gì và không chát gì, hoặc là đang xây dở thì có ma cho nên là mọi người đều bỏ hết và đã để rất là lâu rồi. Ok, tiếp tục lấy chiếc chìa khóa về. Ok, let's go. Rồi, nó hút máu mình rất là nhiều đấy. Wow, xuất hiện tình đó. Không sao, mình vẫn còn máu, là vẫn còn cơ hội để mình đi ăn máu và tìm những món đồ. Let's go. Rồi, khi các bạn tìm hết tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ xuống lên tầng 2. Đây có một chiếc chìa khóa, ok. Không có gì. Mình sẽ vào tiếp xem hai chiếc chỗ này là như thế nào. Đây hình như là khu bếp này. Chuẩn luôn, khu nấu ăn. Rất là nhiều. Wow. Đó, các bạn cứ đi xung quanh những căn phòng, sau đó các bạn sẽ đi tìm 8 cái miếng này, không biết là miếng gì, thì các bạn sẽ thoát ra khỏi trường học này. Một trường học rất là nhiều ma. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. House of Slenderina. Play. Tức là các bạn ở trong một căn nhà có ma. Và căn nhà này rất là rộng luôn. Game này thì các bạn phải tìm 8 mảnh giấy. Đó là 8 mảnh giấy. Đôi lúc lại dính ở tường hoặc là dính ở trên cửa, mình cũng đôi lúc nó không để ý lắm. Đây, cái này là mảnh thứ nhất này. Dán vào cái màu sắc rất là khó nhìn. Thank you.
Oh my god. Đi xung quanh và tìm 8 mảnh giấy và các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này, một căn nhà biệt thự khá là to và rộng. Rồi mình sẽ mở lốp cánh cửa đây ra xem có gì nữa không. 8 mảnh giấy, ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Risk. Let's go. Bên này các bạn mà không lái cẩn thận là các bạn sẽ bị đâm ngay. Ok. Càng lúc càng khó luôn. Oh my gosh, biết thế mình sẽ quanh lên đường kia. Tiếp tục sống đi, mình sẽ tạo sự sống cho cô bé này. Quả ta đã bị sập sệ và đổ vỡ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma tiếp theo. Slenderina The Shella. Let's go. Vào đây có ba cửa, mình sẽ mở cánh cửa bên tay trái trước này. Rất là kinh hãi luôn. Ok, let's go.
đào sâu bên trong. Wow, như một mê cung luôn. Đâu không mở được cửa đây thôi. Khi phải có chìa khóa thì các bạn mở cánh cửa ở bên đấy. Ok, mong sao ở đây không phải ngõ cụt. Một quyển sách. Ok, let's go. Yeah, may thật, may mình đi sát ở đây. What? Ok, đến phòng tiếp theo thôi. Ồ, đây ngõ cụt này. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát khỏi mê cung này. Một mê cung hoàn toàn của nó rất là khó nhớ. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma khác. Và lần này không biết thì mình sẽ được bao nhiêu điểm đây. Và nó xuất hiện lên trên TV. Ok. Wow, nó xuất hiện theo tiếp tục ở đó à? Thế thì mình không sợ. Hổ liên tục. Mình chỉ sợ xuất hiện chỗ khác mà khó nhìn thôi. Ok. What? Giật mình. Oh my god. Wow wow, rất là khó nhìn luôn. Oh my gosh. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.